Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt chấm mi. Hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7. Nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng em mê gì trong C bình luận PKL server. Ngày hôm nay các bạn được nhìn thấy chúng ta đang ở trong nickname Việt Nam. Thì tất nhiên rồi, niềm tự hào của em Minzy. Giống như lần trước mình đã rất tức giận khi mà nhìn thấy một thằng có để tên là VN Eroc đây đúng không anh em. Thì thật sự là cái tên Việt Nam này nó mang lại cho mình rất nhiều niềm tự hào. Và chúng ta đang gặp nhau ở server QQ với chế độ sớm mắc nha anh em nhá. Nếu anh em mà theo dõi thì như có clip trước thì như là mình bị mình mắc rất nhiều những sai lầm và vừa ngu lại còn vừa non nớt. Hy vọng là clip này mình sẽ rút được những cái kinh nghiệm từ những game đấu trước đó đúng không, để có thể có một clip nó tốt hơn. Và đừng quên xây bình luận PK lên server này cùng em Benji. Nó vẫn diễn ra ở 30 giờ hàng ngày, đó là 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Rất mong anh em để chú ý theo dõi và gì nhỉ, ủng hộ dành cho em Minzy. Ngoài ra thì cũng có thể theo dõi thêm cả kênh đầu YouTube này nhá. Đây là cái kênh mà mình vẫn đăng clip lên, cũng có đăng clip lên hàng ngày và gì nhỉ, thỉnh thoảng thì có livestream vào tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Bốn tối có PKL server thì mình cũng like cái kênh đầu YouTube này, anh em cũng thể qua ủng hộ nhá. Giờ like thì nó đâu đó tầm khoảng 8 giờ, anh em cũng tầm khoảng 8 giờ vào mà thấy thì chắc là mình online ở đấy đúng không? Thì nhiều khi bật chuông thông báo lên nó cũng không hiện đâu, nên là anh em cứ tầm khoảng 8 giờ vào là kiểu gì hên xui, 8 giờ hoặc là 8 rưỡi vào là kiểu gì mình có mặt ở đấy rồi nhá. Nào, quay trở lại với nickname Việt Nam và chúng ta sẽ đi tìm đối thủ đầu tiên của em Mezi để cơ hội để mình gỡ gạc lại những danh dự, có những cái bài học đầu đời. Đối thủ đầu tiên đến từ server 303 đó chính là Sai Ski nha anh em nhá. Chế độ Easter Max. Trời ơi nhớ ra rồi, đang chơi server QQ anh em ạ, nên phải pick ngay Vanet nhé, không thể lằng nhằng được. Đang chơi QQ mà, đang chơi QQ mà lại không lấy Vanet ở đây. Còn có gì nữa nhở? À có con Terry anh em. Ui giời ơi, bảo sao nhìn cũng bảo nó rõ ràng là thì phải nó hai con, mình ba con thì lại thừa ra con nào. Hóa ra là thừa ra con hàng kia anh em, phải lấy vội nhá. Thừa Terry rồi, rút những kinh nguyệt ở những lần chơi trước thì đến với lần chơi này thì chúng ta có nhiều kinh nguyệt hơn rất nhiều rồi anh em ạ. Anh em yên tâm đi, với lần trở lại này của em Minzy ở server QQ với cái tên tự hào Việt Nam này, tôi sẽ mang đến những trận đánh hấp dẫn, những lối tư duy đỉnh cao, những gì nhở, phong cách thi đấu mượt mà, gửi đến dành cho anh em để có chúng ta có một clip thật là bùng lồ, đúng không? Rồi, nào, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên. Cháu có thể mang Terry vào sớm anh em ạ, không mang Terry vào sớm nữa, nó cứ điêu điêu kiểu gì nhỉ? Được rồi, đây đội hình ra sân của em Benji với sự xuất hiện của Hinato, Athena, Terry và Vanet. Bên kia là Bao, Billy, SCC, cùng với đó là Kyo. Khá đáng tiếc là chúng ta không có tình huống choáng ở đây. Ôi ôi, tiếc nghe, giá như đó là một tình huống choáng đến từ Hinato nó sẽ rất tuyệt vời. Tại sao mình nói như vậy? Chúng ta sẽ đỡ được khả năng hồi sinh đến từ bạn đúng không? Tiết kiệm được vô số lượng sát thương, tiết kiệm được vô con mẹ là số lượng sát thương anh em ạ. Vậy thế này chưa cần phải dùng đến con gì nữa anh em ạ. Cần đi luôn con gì nữa. Ta đi luôn chứ còn gì nữa anh em. Có Vanet ở đây thì tôi tin tưởng lắm. Để chẳng nhẽ bằng ăn đéo vào à? Anh bằng Zero không? Đẩy Billy lên thì tất nhiên là không có Zero ở đây rồi. Nó có Zero với ăn đéo thôi anh em. Để đi sang phây ở dưới à? Hơi tiếc đấy nhỉ. Để đi sang phây ở dưới thì cũng cảm giác nó hơi tiếc đấy. Có ăn đéo với Zero à? Ăn đéo với Zero thì cũng đủ nha. Đéo với Zero thì cũng đủ. Đéo với Zero thì cũng đủ. Này bơm lên
thêm một tí nicotine này nha. Tên sau nó chết bởi nicotine, đỡ ám khỏe con nào. Án đéo và zero, tất nhiên rồi. Kèo đấu này chúng ta có thể hình dung ra được tem bạn sẽ cho những võ sĩ vào rồi. Không thể lệch đi đâu được đâu anh nhỉ. Lệch đi đâu được cái kèo án đéo và zero. Lệch đi trên mặt học như vậy. Giết Terry, kế thừa sang Vanet, hoặc Lin thì thằng này cũng chết. Ôi, kế thừa sang Lin thì thằng này cũng chết đúng không? Lin nó làm cho quả trí này thì... Lin nó làm cho quả trí trì này thì thôi, kinh lắm anh em ạ. Zero nào chịu cho nổi. Zero nào chịu cho nổi quả trì này anh em. Mẹ phế Clark thì tiếc quá nhờ, nhưng mà thôi vẫn phải phế rồi anh em. Phế thì vẫn phải phế thôi. Thế thì vẫn phải phế rồi anh em, biết làm nào được. Đúng không? Vẫn phải nhảy thôi. Em bạn còn gì? Còn Diamond à? Mẹ ăn đéo vừa nộ xong lại nộ được rồi. Nhè, ai ăn choáng nhẹ, cay nhờ. Lắm choáng thế, hai choáng liền. Mình yên tâm, thằng kia chết chặt rồi. Chống nhờ được các bạn lý lìn lìn ở đây thì có mà chống thế nào được. Một chiến thắng là điều mà chúng ta được nhìn thấy dành cho Amazi trước đối thủ đến từ server 303 này. Rất khó để từ chối chiến thắng này anh em. Thật sự các bạn rất khó để từ chối chiến thắng này khi Lý Lìn Lìn còn ở đây. Vanette đấm hồi cả máu cơ à? Ghê đấy nhờ. Giờ biết là Vanette có đấm cả hồi cả máu đấy các bạn. Mặc dù nó vẻ nha anh em nhá, nhưng mà smart con Vanette này tôi thật với các bạn. Ở cái tầm tư chất 14 thì không ai là đối thủ của anh em ạ. Ở cái tầm tư chất 14 này thì không ai là đối thủ của Vanette. 1-0 dành cho MBG và vẫn giữ lời hứa với anh em ngay từ những giây phút đầu tiên. Đây sẽ là một clip bùng lổ. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai. Ấy, mẹ làm phát lên danh kim cương ngay, nó phải khắc bọt chứ anh em rồi nhờ. Mẹ ôi, trời may quá anh em ạ. Lại tưởng chưa bật mic với chưa bật tới game thì thôi, hỏng. Đối thủ tiếp theo của chúng ta, một thanh niên rất to con, đó chính là Trang Béo đến từ server bao nhiêu đó. Owak, Athena, Terry, Andel, Kyo. Vâng, rất nhiều những nhân vật đang xuất hiện trước mặt các bạn ở trong clip này. Đấy à, Owak nếu mà nha, các bạn nha, Owak nếu mà đỏ đỏ á. Owak đỏ đỏ mà tầm khoảng turn 2, full bài tôi thật với các bạn cũng không được đâu. Ơn quát mà Owak mà tầm khoảng turn 2 mà full bài tôi nói thật với các bạn cũng không phải cái loại dễ bắt nạt đâu. Trời ơi, chuẩn bài xem. Đúng không? Tôi mình đánh trước đúng không? Owak mà chuẩn bài tôi nói thật với các bạn không đùa đâu. Owak mà mày chuẩn bài tôi nói thật với các bạn nha. Turn 2 mà tầm khoảng 4 lá bài với cả thêm một lá Joker nữa là tổng 5 lá thì tôi thật với các ông nha. Mẹ mày 1-2-3, 1-2-3, anh có đánh rơi nhịp nào ngay hay không? Trời, rơi nào là nhịp nào ở đây anh em? Nào, mẹ Owak cố lên. Chú 6, vâng, nói Owak. Owak vừa mới xuất hiện ở bên server gì nhỉ anh em nhỉ? Vừa mới xuất hiện bên server cao FO Star ấy, NK quyền vương chiến ấy anh em. Đấy, vừa mới xuất hiện gì đấy không? Không có nộ, cay nhè. Nộ nó mới cay nhờ. Từ nãy mà không bài vở thì hơi chết rồi. Mày rồi, mai mà biết nộ rồi. Nhà tại sao tôi để Owak đằng sau Athena chạy chết cha tôi mất. Cũng để Owak đầu anh nhờ. Owak đầu mới an toàn. Owak sau nguy hiểm lắm. Owak sau nguy hiểm lắm. Owak đầu thì may ra có cơ hội. Owak sau thì làm gì có cơ hội nào anh em. Đúng chứ lá rồi. Chú cố cho cháu cái lá nữa chứ. Choáng đôi, choáng ba. Chú cố bốc cái lá nữa chú ơi. Chúng còn đúng một lá nữa rồi, ôi hỏng rồi. Mình cứ nghĩ thằng này không có đam để giết mình cơ mày.
Bốc thêm lá nữa để hỏng cháu rồi. Cố bốc cái lá nữa nè. Chú định giết cháu đấy à. Ấy, chú lên được cái lá đấy là yên tâm rồi đấy. Ấy, chú cứ lên được cái lá đấy là cháu yên tâm hẳn. Trời ơi, mẹ nó vẫn thảy đi được phát à. Ui, vẫn chưa, ôi, mất luôn đi nhèm, cày quá nhở. Quả đấy mà còn máu lại ngọt luôn. Thấy mất cái lá đấy của chú thì cày quá. Thấy mất cái lá đấy của chú, cay thật. Mẹ lá rồi anh em ơi. Bốc được cái lá tép thì chém nó phát nhỉ. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Chú ơi. Chú ơi. Rồi chú ơi. Hỏng rồi. Hỏng rồi chú ơi. Chú chán đời quá chú ạ. Hỏng quá chú. Cái tên mà cần chú bốc lá đẹp thì chú lại không bốc cái lá đẹp. Mẹ cái tên này chấm máu hít máu quá nhở. Hơi tiếc đúng không anh nhỉ. Dù sao đấy cũng là một trận đấu hay rồi. Theo mình đánh giá là hay rồi. Tỷ số là 1-1. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 3. Đối thủ là Sun đến từ server 615. Ấy, một lần nữa chúng ta lại được cầm chú 6. Vâng. Một lần nữa chú 6 đối đầu với Sion. Nghe chừng kèo này đuổi hơn đấy anh em ạ. Chú 6 đối đầu với Sion, kèo này nghe chừng có vẻ đuổi hơn đấy anh em ạ. Thế còn con nào nữa nhỉ? Đấy, ba con. Mỗi thằng hai con. Đúng rồi. Nản nhỉ, mình cứ ngơ ngơ ngác ngác anh em ạ. Rồi, hy vọng chú 6 được chơi anh em ạ. Hy vọng chú 6 được chơi. Hy vọng với nha anh em nhé. Chưa biết thế nào. Kèo này khó hơn kèo với Athena đây nhỉ. Đánh nhau với cái kèo với con gì nhỉ. Cái kèo với con Sion này khó hơn con Athena. Athena mình bắt bài này chứ Sion này nghe chừng bắt bài hơi khó nhỉ. Đúng không? Sion này nghe chừng bắt bài hơi khó này. Sion này nghe chừng bắt bài hơi khó này. Nó phải đẹp cơ, nói chung là tên 2 là phải đủ 5 lá, đúng không? Lúc nào mà trên người tầm khoảng 4-5 lá lên. May ra chứ còn may ra chứ còn không đi. Anh này mới khó chịu đi. Ấy mẹ mà hai lá rồi anh em. Lên lá dốc cơ ở tơn 2 là đẹp rồi đấy. Đã ổn ổn rồi đấy. Sao nó không để nộ cho đấy nhở. Làm lực lắm anh em ạ. Không chống được rồi. Sao nó biết chú mình không có nộ nhỉ. Sao nó biết chú nhà mình không có nộ nhỉ. Sao nó biết chú nhà mình không có nộ nhỉ. Sao nó biết chú cho mình không muốn nổ tơ đấy nhở. Mà nó không đánh nhở. Thích nhỉ. Ảo thật đấy. Thật đấy.
sẽ được một mạng con Sion đấy anh em. Ồ, chín ghê rồi nhà mày quá nó. Không tuyệt kỹ được hai phát. Nộ thế nhở. Không dám đánh chú mình à. Nó không dám đánh chú mình à. Nó không dám đánh chú mình à. Lắm tướng thế nhở. Chú đánh nổi cái tem này không ạ? Mình hết mạng rồi, bên mình vẫn còn một mạng. Nỗi giảm nỗi ấy. Chú ơi, bài bụng các chú lên đẹp vào đấy. Chú cứ phải năm lá như thế thì may ra cháu mới cưỡng được. Chú cứ phải nào vậy, ui ôi vậy lắm tương thế. Ui ôi không chống được rồi. Sion nó nhảy ra này thì nghe chửi quài rồi. Sion đánh xuyên này nghe chửi quài chú không chống được rồi. Về em bị choáng cái này thì thôi hỏng rồi. Chú lại không bốc được bài giải choáng nhé. Cày nhè. Tỷ số là 1-2 thôi. Vâng ạ. Liệu rằng còn giữ được nổi lời hứa hay không? Mới game đầu vừa gánh xong, giữ lời hứa với anh em là game đấu đẹp mắt rồi tư duy đỉnh cao. Đối thủ thứ tư đi. Minzy hiện tại đang thua với tỷ số là 0-1 rồi. À 1-2 chứ anh em, đúng không? Đối thủ tiếp theo mà chúng ta đối đầu. Ấy à, thằng đấy thì kinh rồi. Thằng đấy một lần trí tử thì kinh rồi anh em. Vớ được con du, vớ được con kia khổ. Đấy hồn hồ. Xin. Ấy à, mày nó còn cờ lắc thì mệt quá nhờ. Con nào hồn hổ nhờ. Con này hồn gấu mà. Bên này hồn gấu mà các bạn. Đúng không? Nó không phải hồn hổ nữa anh em. Nó bế hai tanh về rồi. Không có hổ đi với cu la mẹ. Hổ đi cu la ghê anh em ạ. Hổ đi với cu la nhé. Nhớ một đám đơn nhé. Nhớ một đám đơn luôn anh em. Hổ đi với cu la có nên để tứ hồn không anh em. Hổ đi cu la sợ nó mang cờ lắc vào nó nhảy như phát mẹ. Thôi được rồi. Đánh thế chứ biết làm nào. Đánh tứ hồn dành cho Yorizi. Và liệu rằng có cơ hội nào dành cho Amazi ở game đấu số 4 này hay không. Chúng ta sau game đấu đầu tiên dẫn trước với tỷ số 1-0 thì đã đối thủ nó quay bật trở lại rồi. Để Lugo lên đây. Giữ con đấy để làm gì nhở. Đang hơi thắc mắc tình huống giữ tướng. Tê liệt đê. Tê liệt đê. Rồi, không tê liệt con đằng sau à. Tê liệt con đằng sau thì khó khổ đấy nhá. Mẹ, hai đam dọc thì khổ đấy nhá. Sai quá nhờ. Tôi nghĩ ít nhất phải có một quả tê liệt hoặc quả câm lặng đến từ độc chiêu của cu lá rồi mà nó không có gì. Cái gì nhờ. Tận dụng cái. Chết nó mới khó chịu nghe. Chết nó mới khó chịu nghe. Hồ để nó cái nghe mà. Và đấy không hồ nó là mệt đấy. Này. Ấy rồi ôi. Ấy rồi ôi. Tổng tấn công à. Bất cứ la rồi nghe mà. Sao video đi dịp rồi. Mất tất rồi anh em. Mai mất tất luôn ạ. À. Đàm nó to lắm. Ôi giời ơi. Đấy thằng Tachiona Ukyo còn xử rồi nhá anh em nhá. Mày hỏng thế nhờ. Chưa đổi lại thân hứa với anh em rồi. Tỷ số là 1-3.
Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 5 nào. Cay rồi đấy, game đấu số 5 đi các bạn ơi. Ăn đéo, game đấu số 5. Game đấu số 5. Zero nha các bạn nè, zero chí mạng. Bế tanh về các bạn, nó không có tanh. Nếu mà không lấy tanh, bế luôn hai con tanh luôn. Thằng này không lấy ra siêu kim thì tôi bế luôn hai con này. Cho mày không tanh luôn. Còn Whit kia nữa, Whit thì Fox này mà không lấy thì tôi bế nốt. Đúng không? À còn cả Hinato nữa nhỉ. Ờ như này có cả Hinato nữa các bạn. Ờ vậy là nó chỉ có một mình Hinato tanh mà thôi. Trong khi chúng ta có 3-4 tanh liền. Được rồi. Được. Được nhẹ nhàng, chỉ cần sửa con Hinato thôi. Sửa con Hinato rồi lại ép đối thủ vào một trong những cái thế khó rồi. Sửa được Hinato thôi là chúng ta có cơ hội rồi. Chỉ để kim ở dưới hợp lý hơn nhở. Fox có khả năng gây choáng rồi mà anh em nhở. Cùng lại choáng ngược nha. Cuối cùng lại bị choáng ngược kìa. Khi mình chết chặt này anh em, sống nào được. Luôn mẹ láo nháo là chúng tôi bắn ngay, láo nháo là chúng tôi bắn ngay. Nháo là chúng tôi bắn ngay đi. Ôi, bắn mất trí được à. Nhưng sao lucky à. Đéo chết đâu nhỉ. Đấy, mạnh mày thế. Từ sau thì Whip nó hồi 1000 nộ là kiểu gì cũng phun nộ anh em hiểu không? Nó không dùng tuyệt kỹ của Lin thì nó sai luôn nhé anh em. Nó không dùng tuyệt kỹ của Lin nó sai luôn. Nó đang lấy cái của mình không có độ, anh em hiểu không? Ai ngờ, đấy. Biết đâu bất ngờ, Whit của tôi đã có nộ. Whit của tôi có nộ, Whit của tôi có nộ. Whit của tôi có nộ, Whit của tôi có nộ. Oh. Thật ra mình cũng sợ, kéo đủ đa mình sẽ mang làm lép rồi anh em. Ra mình cũng sợ, mình không dám mang 5 lét vào anh em ạ. Thật ra là mình cũng hơi sợ tình huống này, không dám mang 5 lét vào anh em, sợ nó không đủ đạp. Nhưng mà cái điều lo sợ được đạp bằng 4 cái độc chiêu đến từ Hinato, à đâu, đến từ gì nhở, Lee Sang Fei, Whit, Angle, à Whit, Major cùng với đó Zero Claw đã mang đến quá nhiều điều hy vọng này cho chúng ta. Chúng ta rút ngắn được tỷ số xuống còn 2-3. Và đây là game đấu cuối cùng, cơ hội cuối cùng dành cho em Minzy có thể gỡ gạc lại chút danh dự ở trong clip này. Đối thủ là Sermi đến từ server 527. Sen này nó chém thì đau lắm anh em ạ. Lấy thằng Sen này trước nha anh em nhé. Nó vừa rách máu này, lại còn vừa chém được vệ đau nữa cơ. Nó lại vừa róc máu, lại vừa chém được vệ đau nữa cơ. Vẽ đi các bạn. Chính là Rungo không đất diễn lắm ở cái đợt game này. Đúng không? Có tanh đéo đâu. Thôi thế vẫn bế con tanh 18 đã anh em nhé.
Rồi, tạm thời thế đi nha. Chúng ta đội hình gì đây? Một đội hình gì đây để đọc thập hợp thức? Đội hình này đấy các bạn, vừa có giáp công lại vừa có đam lại còn vừa có hiệu ứng. Ok, đúng không? Có choáng này, có tê liệt này, có CC này, có nhiều thứ chúng ta mong chờ đấy. Đúng không nhỉ? Ấy, có chảy máu này, đam này, cuốn tận rốn này, hay là khả năng sai lần nhỉ? Khó chịu nhỉ? Nói đi, sai lầm không bằng đốt máu đâu. Sai lầm không bằng anh đốt máu thôi em ạ. Đau thế nhỉ? Đau thế nhỉ? Anh thì chết mẹ, thằng Hao Hát là đã. Ôi, mày quá. Cảm ơn anh Google ạ. Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Tí nữa thì em hỏng việc. Tí nữa thì em hỏng việc. Em cảm ơn anh nhiều. Chót lỡ yêu anh nhiều. Cảm ơn anh. Anh lại hồi sinh nó cay nhờ. Chọn lỡ yêu anh nhiều. Hào Hát chưa khổng lồ hóa được cái kia thì hỏng rồi. Thôi hỏng rồi, bỏ mẹ là Hào Hát rồi. Mẹ nên lấy nó để bích thế mới cùng. Tan vỡ hết rồi anh em. Tan vỡ rồi. Tan vỡ là vỡ tan rồi. Choáng của nó phát thì mày già. Ôi dồi ôi, choáng thằng kia ấy, cái thằng cần choáng của nó. Cũng choáng. Thương nhờ, tôi là tôi cần choáng con Athena chứ. Mẹ con này nó tuyệt kỹ nó nhảy ra thì thối mồm, thối mép rồi anh em. Ôi dồi ôi, hỏng quá. Ôi dồi ôi, hỏng quá. Chắc lẽ yêu anh nhiều này thì hỏng rồi. Chắc lỡ yêu anh nhiều này thì hỏng quá rồi. Quẻ tính nhỉ. Bỏ qua nó cái xong lại trả giá đi à. Mẹ mày lại còn giảm độ đôi hai lần. Một lần trước khi chết và một lần hồi sinh lại đấy chị. Đầm trắng. Ôi không có hồi sinh nhỉ. Ôi hỏng rồi. Athena nó bán hành rồi anh em ạ. Hỏng rồi. Trời ơi, chúng ta không có bất kỳ một cơ hội nào. Athena nó là MTV ở trong game đấu này. Và trận thua cũng kết thúc clip lại ở đây. Vẫn chưa cỡ gạc lại danh dự anh em ạ. Vẫn chỉ là tỷ số 2-4 mà thôi. Clip trước như 1-5, lần này là 2-4 thì có lẽ là clip sau sẽ là 3-3 chăng? Đúng không? Dù sao thì chúng ta clip này chúng ta đã tốt hơn clip trước rồi. Đấy là cái điều mà chúng ta mong chờ đúng không anh em? Không tốt hơn là được rồi đúng không? Ví dụ như là chúng ta có ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, đó là một cái điều tốt rồi đúng không? Clip này nó đã nhiều chiến thắng hơn clip trước, nó đã là một cái điều tốt rồi đúng không anh em? Và nó đỡ bắt sai lầm hơn, chẳng qua là nó đen thôi và những cái trận nó kèo nó khó là chẳng hạn, nó cũng phải chịu đúng không? Hẹn gặp lại anh em cho những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em mình gì, share bình luận với các anh server nhé. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.